Ngày 20 tháng 7, Công an thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Bằng, 28 tuổi, trú phường Trung Sơn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Trước đó, ngày 18 tháng 7, tại gia đình Nguyễn Thái Bằng, tổ chức đám giỗ và mời nhiều khách đến dự. Trong lúc ăn uống, do phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, chửi bới nhau, nên Bằng đã dùng súng dạng cung quay bắn nhiều phát khiến hai người bị thương, nằm gục trên bàn ăn. Sau đó, Nguyễn Thái Bằng lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 23 giờ 10 phút cùng ngày thì Bằng đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 20 tháng 7, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khanh, 45 tuổi, ngụ thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, 20 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo Khanh phải bồi thường gần 290 triệu đồng cho gia đình bị hại. Theo cáo trạng, sau gần 5 năm quen nhau, chị T nhắn tin đòi chia tay với Khanh do có mâu thuẫn, còn bị cáo Khanh nhiều lần liên lạc với chị T để níu kéo tình cảm nhưng không thành. Trưa 31 tháng 12 năm 2022, Khanh mang theo xăng đến cơ sở massage nơi chị T làm việc để nói chuyện và yêu cầu nạn nhân nếu chia tay thì phải trả số tiền mà bị cáo đã vay giùm trước đó. Chị T không đồng ý và muốn trả góp nên cả hai xảy ra cự cãi. Khanh lấy xăng mang theo tạt vào chị T và bật lửa đốt khiến chị T tử vong khi được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Cũng sau khi sát hại người tình, Khanh đến công an đầu thú. Sáng 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị can Phạm Thị Hằng, nguyên giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa và 11 bị can khác về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải tạm hoãn do vắng hai bị cáo. Theo cáo trạng, năm 2020, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện hai gói thầu mua đồ dùng dạy học lớp 1 chương trình sách giáo khoa mới từ năm 2020-2021 cho các trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tổng giá trị hơn 119 tỷ đồng. Lê Thế Sơn, giám đốc công ty sách Thanh Hóa đã đến gặp Phạm Thị Hằng xin tham gia, mong được tạo điều kiện để trúng hai gói thầu. Phạm Thị Hằng đã chỉ đạo Lê Văn Cương, trưởng phòng kế hoạch tài chính, Nguyễn Văn Phụng, chuyên viên tạo điều kiện cho công ty sách Thanh Hóa tham gia. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định quá trình tổ chức triển khai thực hiện hai gói thầu mua đồ dùng dạy học lớp 1, bị can Phạm Thị Hằng và 11 bị can khác đã có hành vi thông thầu, không đảm bảo công bằng minh bạch, tiết lộ tiếp nhận những tài liệu thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, vi phạm quy định về đấu thầu theo điều 89 Luật Đấu thầu 2013, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 20,8 tỷ đồng. Bị cáo Trần Hùng, cựu chuyên viên Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử 36 bị cáo về các hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, sản xuất hàng giả, buôn bán hàng giả, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên tục kêu oan và nói mình bị vu khống. Theo cáo trạng, ngày 9 tháng 7 năm 2020, sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện việc sản xuất và mua bán hơn 27.000 cuốn sách giả, bị cáo Cao Thị Minh Thuận, giám đốc công ty Phú Hưng Phát và Nguyễn Duy Hải, lao động tự do, liên hệ nhờ bị cáo Hùng giúp đỡ xử lý nhẹ, đồng thời hứa chi 400 triệu đồng để lo lót. Sau đó, bị cáo Hùng thông qua Hải hướng dẫn bị cáo Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách thành sách do người khác mang đến ký gửi. Sáng 15 tháng 7 năm 2020, Hải mang 300 triệu đồng do Thuận đưa, đựng trong túi ni lông màu đen, rồi đến phòng làm việc của bị cáo Hùng. Hôm đó có nhiều người nên Hải mang tiền về. Chiều hôm sau, Hải trở lại phòng làm việc và đưa túi tiền cho ông Hùng. Đến sáng 20 tháng 7, trước những câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Hùng bác toàn bộ cáo buộc và phủ nhận đã nhận hối lộ 300 triệu đồng từ phía Cao Thị Minh Thuận. Khai trước tòa, bị cáo nói không bao giờ thông qua Hải làm việc với Thuận. Thấy Hải để lại túi ni lông, bị cáo còn đuổi Hải ra ngoài. Bị cáo Hùng cho rằng mình bị vu khống, bị oan. Trước đó, khi trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Hùng cho biết tháng 7 năm 2020, đội quản lý thị trường số 17 phối hợp với tổ 304 kiểm tra công ty Phú Hưng Phát. Thời điểm đó, lực lượng chức năng thu giữ hơn 27.000 cuốn sách giả. Sau đó, bị cáo Thuận xin ông Hùng bỏ qua vụ việc, nhưng ông nói không có thẩm quyền và kiên quyết không bỏ qua. Ông Hùng còn quả quyết suốt 10 năm công tác, không ai buôn bán hàng giả có thể mua chuộc được mình. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 19/2023 sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số điều của các thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không, trong đó quy định rõ nghĩa vụ của người vận chuyển hàng không đối với hành khách trong những trường hợp chuyến bay bị hủy, chậm. Trong trường hợp không phải do lỗi của hành khách mà chuyến bay bị chậm, người vận chuyển có nghĩa vụ cung cấp cập nhật đầy đủ thông tin cho hành khách.
Đồng thời, hãng bay cần xin lỗi hành khách và bảo đảm việc ăn, nghỉ đi lại, cũng như chịu các chi phí khác có liên quan trực tiếp phù hợp với thời gian chờ đợi tại cảng hàng không theo quy định trong điều lệ vận chuyển và phải đảm bảo chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không. Đáng chú ý là với tình huống chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên, nếu hành khách yêu cầu hoàn trả tiền vé, hãng bay phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng theo sự lựa chọn của hành khách tại cảng hàng không hoặc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc đại lý bán vé do hãng hàng không chỉ định. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh dự báo số ca mắc tay chân miệng và số ca nặng sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần sắp tới. Trong đó, tỷ lệ nhập viện và tỷ lệ ca nặng từ các tỉnh thành chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 80%. Tính đến hiện tại, có 6 trẻ tử vong tại các bệnh viện của thành phố Hồ Chí Minh có hộ khẩu từ các tỉnh thành khác. Tuy đã có chuẩn bị về cung ứng thuốc điều trị tay chân miệng, nhưng số thuốc dự trữ của thành phố Hồ Chí Minh dự kiến không đủ đáp ứng trước tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh, nhất là trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh luôn phải tiếp nhận người bệnh nặng từ các tỉnh chuyển đến như hiện nay. Vì vậy, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Cục Quản lý Dược sớm phê duyệt các đơn hàng nhập khẩu thuốc IVIG nếu có, kiến nghị Bộ Y tế sớm có chỉ đạo và giải pháp đảm bảo cung ứng thuốc điều trị tay chân miệng cho các tỉnh phía Nam.